Hàng loạt tài khoản mạng xã hội thi nhau chấm để gửi link clip hot girl 9X, nữ diễn viên phim Về Nhà Đi Con. Trong ít giờ qua, thông tin về hot girl 9X lộ clip làm mạng xã hội xôn xao, không ít người chia sẻ dòng trạng thái đăng ký để nhận clip. Thông tin hot girl tích xanh bị lộ clip đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Cô gái dính nghi vấn lộ clip có tên viết tắt là VTAT, sinh năm 1998, vừa tốt nghiệp khoa thanh nhạc Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội. Cô gái này từng là thí sinh của Hoa hậu Việt Nam năm 2020, đảm nhận một số vai diễn trong phim Về Nhà Đi Con, Đại Gia Chân Đất. Chỉ sau một thời gian ngắn, clip lan truyền trên một số hội nhóm, nhiều người chia sẻ dòng trạng thái chấm để nhận clip. Tuy không biết chắc chắn những tài khoản này cố tình phát tán hay gửi những đường link chứa mã độc, nhưng đã có rất nhiều tài khoản khác đã để lại bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin tiếp theo nhé.